Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đến một vở tựa game mới, đó chính là Hyper Dimension Neptunia U Action Elite. Thì cũng đây cũng là cái lần đầu tiên mà mình làm clip về cái một cái tựa game Nhật nào ha. Thì thật sự là mình nói thật luôn là mình từ đó giờ mình chưa chơi cũng đã từng chơi một cái thể loại này giống thế này rồi, nhưng mà cái này thì nó thực sự là hoàn toàn khác luôn. Mình cái Steam sale này thì mình tính mua full cái này luôn á, nhưng mà nói thật luôn là sau khi chơi một cái bản thử này thôi đó thì mình đã quyết định lại. Nãy mình vừa mới vô mình thử lại thôi, nhưng mà mình đã nói thật là mình đã chỉnh lại một số cái setting rồi cho nó cố định với lại cái di chuyển của mình luôn á, cho nó phù hợp hơn á, thấy cũng khá là khó. Mình vô mình cũng mới test được mấy cái luôn và mình cũng nhận ra điều là nó đến chịu sale cho mình mất dạy không, có thể mình chưa có biết nút sale đâu nữa. Nói chung là cũng phải tự đi lại cái đoạn đầu này thôi, xem khá là khốn nạn. Mình cũng xin lỗi bạn nếu như mà mình đã bấm nhanh này, tại vì mình đọc lại rồi, đọc lại hai lần luôn á, bởi vì mình cứ chơi xong rồi cái hồi nữa cái mình không biết chỗ lưu ở đâu luôn. Mà điển hình những game Nhật thì nó sẽ không có cái dạng như là cái tự lưu á, kiểu mình chơi tới đâu mình lưu tới đó. Interview time, the CPU summit. Nên chỗ này mình phải bấm nhanh thôi chứ mình coi hai lần này lần thứ ba rồi chán lắm luôn. Nó cũng chỉ giới thiệu thôi. Which is why I please and greet. First off, don't. Nói chung là cái bản này hình như nghe nhiều người nói là nó cái cốt truyện độc lập luôn, nó không có liên quan tới cái phần kia đó. Thì nói thật luôn là cái gì mình cũng là một cái người mà dường như có anime nhưng mà cũng không phải là đến nỗi là fan của nó. Không phải là fan mà nó kiểu là mình cũng chỉ thích coi thôi, chứ không phải đến nỗi một cuồng hay là gì hết. Mấy cái thể loại mà kiểu giống như vậy hoặc là cái tiểu thuyết trực quan giống như vậy luôn á, thì mình chỉ chơi được hết Nekobara thôi. Ok, mình chọn nhân vật nhé. Mình thì mình thích con này. Mình không biết sao mình vô đây mình lại thích cái con đen này nữa. Mình cũng thử học được vài chi tiêu rồi cho coi nó bấm như sao á. Chả biết sao vô là thích con đen nữa. Nó còn này ngược, con này ngược tới bố luôn. Is it my turn? I better. Come on up. Mình thì đa số từ đó tới giờ chơi mà cũng thuộc lại bắn súng, đua xe rồi đồ nhiều thôi. Sau này nó có Blade & Battleground thì mình mới chơi thêm một số cái là cái góc nhìn thứ ba vô. Ok thì mình rồi đó. Mình chưa đi hết cái này nữa. Mình đến cái đoạn con boss cái mình thua cái mình đi ra luôn. Ok đi nhé. Chắc chưa cần tới con chuột đâu. Game này cũng khá là nhẹ ha. Mình chơi mình để ý rồi. Chơi cái đoạn đầu mà bị đánh gục lắm. Mình phải dụ cho nó hết chỗ ở đây nè. Cái mình đi. Làm vậy nó đỡ. Ấy sao người đông vậy? Một số người nói là cái game này thì nếu mà chơi trên kiểu trên máy tính đó, thì nó sẽ mất chất. Thì mình cũng thấy vậy. Tại game này nó làm ra là để chơi máy tính.
để chơi cái trên cái kiểu tay cầm đó. Đây mình đi ta lại chỗ này đi. Tại vì mới khúc đầu mà bị đánh rớt đồ áo vậy cái mấy cái phần sau nó nguy hiểm lắm. Sao nó vẫn đánh được mình ta? Hay ta? Chắc là chưa có đủ đam với tụi nó. À mấy con nhỏ. Mấy con này mày đánh tí chết. Ok xong rồi. Coi đây nhiều tại mấy con nhỏ không. Ủa, mình lột được. Đây, qua đây. Đó. Mấy con này cũng khó chịu không kém. Nó nhìn chiếc la rồi đó. Nên rách quần áo của mình. Kỳ ta, sao mấy con này nó dễ cứ đánh được mình. Một cửa đâu? Đây. Đi cẩn thận tới cái chỗ con boss đó. Boss khó lắm. Rồi. Cái con nhỏ này chơi khó chịu thế bà. Ê. Dồn hết lại chỗ không? Đi cái con này. Ok. Boss ở bên đây nè. Nói chung đi tới đây thì còn đồ được chút nữa lên trên kia đánh thì bạn thấy nó rách đồ ra. Ồ. Đấy, boss đấy. Giờ thì mình rút kinh nghiệm rồi, đó là mình sẽ đánh mấy con nhỏ trước. Chứ không đánh con lớn để sau cùng. Chỗ này hơi lâu tí. Rách đồ đấy. Ôi hôm nay em có nó có không có đoạn phim mà bị mất kiểu mất mất độ. Ấy gì vậy ta? Ấy
Từ đó cứ hiện ra nhiều dữ đó. Chờ cái con này. Mày đợi đi con boss kia. Tao đánh xong mấy nhỏ cái lượt mày. Còn biết là con xanh không à? Con này khó chịu ghê nha. Nó không chịu chết. Nó có hiện ra không vậy? Phải giết hết tụi nó. Vãi. Cái đồn cái phần này nó cũng nghe nó vậy là dễ rồi đó, chứ nó chưa tới nỗi khó đâu. Đây, lại đây. Mình cứ đánh cái chiều đó đó. Chứ đánh cái kiểu chiều bột kia nó cũng... Ok, lại đây. Nó còn nhiều máu á, 2/3 thanh. Đánh cái chiều đó cho nó bật lại, nó không có đánh mình được. Đánh mẹ con, sắp chết rồi. Vô dụng, thằng vô dụng. Sao, tới đây. Chết chưa? Chết rồi, phải chết chứ. Xong rồi. Nên chưa qua được cái màn nữa, giờ qua coi nó là sao. Holy loss of fabric you guys. Hang on a sec everyone. Có chuyện gì xảy ra với quần áo anh vậy? What's going on with our clothes? This didn't happen in any of the... Oh dear, what a conundrum. This will cause my... Ra trong mắt cái gì kia. Idea factory. I thought we had... was so antagonistic. We merely need to exit đó. The dungeon. Nè, trình độ tiếng Anh có hạn nha. But how do you think poor blonde feel? Don't drag me into your insecurities. Đừng có lộ. This isn't a big deal. I guess it feels like our. Aha, this must be the unique sales point for this game. Thank you very much, console patron units of game industry. Thief, I am pooped out. You have my thanks for this. I'll be happy to help anytime you want to write another article about me. What an invigorating workout that was. Please call
lúc mình đọc mình im nha, tại mình hiểu sơ sơ nó thôi. Ôi. Okay, thanks everyone. Cái gì đây? Leave the rest to me. I'll make sure it catches even our casual readers. I've got to head back to the office and type it up before midnight. So, stay. Being a game industry journalist must be a tough job. She finished working and has to go. How about we all play some games? We just finished a quest and you already want to play games? Games are our lives. Game là cuộc sống của chúng ta. Enjoying games until the sun starts to come up. Well, Noir, you were complaining about being tired, but what say you? We won't force you to. Of course I'm coming. Duh. Games are living or something, right? I can win, says the broad who nods off while you should talk. You end up drooling. True. Neptune always. Perhaps we should. Cái này đang cãi lộn gì? Until we want to sleep. What? Nó đọc mọi cái chữ. Now loading. Trời ơi, chỗ sale game đâu trời. Đi cực khổ luôn, sale không được. I wonder what Famitsu wants to see us for. Auto. Ủa, không có sale nữa. I bet she wants to tell me that my crazy thằng nhỏ wrong. Làm gì rồi. Không tin ô đi. You did? How did your dying of me turn out? Yeah. I know that long pause wasn't for no reason. It's hard to believe you. Ram's a good guard. Don't worry, Miss Nepier. You look cute, no matter. Okay, now I'm worried. Ram, you better check with me first before you do this sort of thing. Sorry to keep you waiting. Hello, Famitsu. How cute with a drawing. Ram's drawing that you're to use in an art. Not my department, but I thought they already caught. Lame! I was so sure my. I figured as much. So, Famitsu, what did you first? I apologize for any false expectations you may have. Based on my information network, Dengekiko is planning. Her idea's not bad. Make the CPUs take on some quests, but I thought it that. Cho con này đi ha. Thế hai con rồi đi. I'll do my best. Now loading. This is the quest location. Đi đến núi lửa. Let me at him. Winnie's right, you two. Let's work together and complete this quest. Yeah. Mấy ngày giống như phiên bản nhỏ của mấy đứa kia. Ấy, chứ đọc nó gì lấy chữ đọc. Để tìm gì. Con này chỉ huy. Nip you. Why is everyone chanting my name? I. Wowee. I think I can do this now. Famitsu, please listen to my. No. Yeah. Okay. You've settled down, right? Hello, world. Us CPU candidates promise everyone that we'll work together as a well-oiled to clear any quest to come, and that we will strive to.
We did all right. Now loading. Uni. Chrome. I'll do my best, cause I'm a CPU. Yeah, you wet nữa. Ủa, sao mình chơi này ta? Sao mà mình chọn con này đầu tiên mình sẽ đi. Con này nó chức năng của nó giống con kia hả? Kìa đây. What the fuck, hướng dương. What the hell. Vậy là mình sẽ đi qua cửa này. Ok. Đi, đồng hết. Wow. Con này ghê hết. Wow. Nó đánh mạnh hơn mấy cái con kia. Wow. Wow. Đánh mạnh hơn. Wow, mạnh thế. Đánh mấy cái chết thôi. Hay là mấy con này nó yếu hơn thôi. Wow. Mình thích con này vậy nha. Đánh mạnh như quỷ lúc đầu bị ra mình bị gì kháng lại thì không biết sao. Cái này. Oh, what the fuck, nấm. Con này cũng dễ chết thôi. Thật sự mấy con này ra nhiều thế. Phải, đánh dễ chết vậy. Còn con nữa. Chết chưa, thôi chết rồi, đi. Qua dễ hơn mình kia. Còn mấy con gì đây? Gì mấy à? Mấy con này. Sao? Ủa, nó yếu hơn mấy con kia đó. Đánh mấy cái làm quay rồi. Ui. Chết bà. Đó. Cần kèm đặt set là HDD. What the hell. Cái con đấy lên nữa. What the hell. Đánh mày đó. Mạnh vãi chưởng rồi. Con này nhưng mà con này phải đợi đi vào trung tâm của tụi nó. Đi đây nè. Đó. Đánh cho một cái. Wow. Bây giờ quên cái chức năng đó luôn. Here I come.
Con này cái tác dụng của nó là làm cái gì vậy? Tại vì không thấy nó làm cái gì. Không phải, mình đứng yên luôn này, đâu làm gì nó đâu. Nó có làm gì mình không? Oh what? Phát chết luôn. Con này bắn súng. What the fuck? Con này cầm cây súng gì vậy? Mọi người ba à? Phải, cứ bắn tới này chừng nào nó chết thôi à. Cũng vậy, bắn cũng vô đó đem. Hồng tâm ở đâu? Phải cứt. Nói chung là đừng có để nó tới gần mình được. Phải cái súng. Muốn thay qua con kia thì sao ta? À, mình muốn thay qua con kia. Cái con này ngồi cứ nã 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 cái súng vậy mà cái súng không thấy dê cái đống đạn đâu hết. Nó chết kìa. Đấy. Wow. Nhiều gì thế? Ồ oh. Đó, xong rồi. Ok, sao cái quest này nó dễ hơn mấy quest kia ta? Quần áo có bị gì đâu? Cái này do máy nó lập trình vậy chứ còn mình bắn mình đâu có thấy đồ mình bị gì đâu. Thường mấy game đến nó trực quan, mình mà dạng như lấy được free á, là mình đem mình là mấy cái chỗ này là mình vẫn bỏ qua hết luôn. Game nào hay lắm mới đọc. Ok, đắp đinh đi. Giờ mới bắt đầu vào game luôn hả ta?
kỳ nhạc tí ơi. Winning Venus no harmonia. Ok, là mình vô mình mở đầu luôn rồi đó. Bài opening mở đầu mà. Been a while, huh, Famitsu? Yeah, too long, Dengekiko. So the boss called you out. Who could say? Does upper management not want us to sleep or something? But since you were called out too, I figure it has something to do with our art. We could have left it just for the main CPUs, but no! You had to stop the presses and get the kids involved. That's a pretty major accusation. The boss said I could make one for the CPU candidates, didn't you? Thanks for waiting. Fighting already, are we? Now, now. Try to do that only when I'm not around. You hear me? Fighting? No. We were just strengthening our bond. What could his bossness want for? It's gotta be something important with the fate of game industry. Important? You weigh it against the fate of game industry? No. No, it isn't important at all. I read both of your articles. Kiểu gì giống như nhớ tới việc cạnh tay collection. That's why I came to ask không you thấy about được mà. Definitely. That means we're in an official magazine. I don't mind, but a big shot like you. First, wouldn't you both agree that you should see the CPUs in action? But with how dangerous it is with the month, that's why I had R&D come up with some items meant to protect you. I left them in two dungeons, though. Which brings me to my test. Go and retrieve. Cái giọng mình thì giống như cái ông nào. I'm sure you can write. Giống cái thằng nào trong GTA 5 mất cười quý. Whoever returns may, first gets the front page. Then I'll formally request that follow-up. Hai cái giọng đi xe. A massive one, covering all eight of the CPU. Any questions? Yes. Do either of these items help? No way. Whatever. I bet it's something that collates what you print, so you don't turn in an article on. Nope. It's gotta be some kind of word processor that lets you use a keyboard and type on. All of those items already exist. Just forget it. Go find the items and report. Okay. Jokes aside, roaming around a real dungeon is dangerous for us. How about we team up? I'm surprised to hear you ask. Huh? Wait. Nah. Well, the joke's on you because I had the same exact. I mean, there's no. We're probably gonna argue like this until we both true. Well, there are two dungeons to visit, and going to one at a time will take forever. Uh huh. It sounds like fun to take a dungeon on by my lonesome. Sounds good. I can't. Now loading. What a marvelous hidden feature. Điều được cả rất bình phao. Okay. Is something here? Yes. Ok. Thì clip của mình trải nghiệm game thì cũng tới đây thôi nha. Nè thì nói chung là cái trình độ tiếng Anh có hạn nữa cho nên nhiều lúc mình không có dịch được hết cho mấy bạn. Ok thì cảm ơn tất cả bạn đã xem nha. Nhớ like cũng như subscribe nếu như các bạn thấy thích video của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye. We
Nope.